đang mặc áo gì đấy bà? Đang trang điểm mặc áo luôn. Đang mặc chuẩn bị à. Cô Thêm này trẻ nhỉ? Cô Thêm à. Học trò của thầy mới đến à? Ờ, của thầy mới đến. Trẻ măng ấy, 20 tuổi trước thầy. Mới 18 tuổi. 18 tuổi á? Anh 2003 ạ. Bây giờ mang xuôi kém về Thằng Thêm á. Ôi trẻ nhỉ. À, không được đâu. Thêm này tên là gì à? Thêm Nguyệt. Thêm Nguyệt à? Của phần Tân Mỹ. Tân Mỹ à? Thêm Nguyệt là Trăng đấy. Thế gọi là thêm Trăng nhỉ? Trăng là sáng mà. Vâng. Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục xem lễ lẩu then tăng binh tăng cấp tại nhà then Khen ở xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn. Lễ lẩu then có 16 ông bà then đến làm lễ, trong đó có rất nhiều các then trẻ đẹp. Mời các bạn cùng nghe họ hát then và múa trầu trong buổi lễ nhé. Làm cái gì đấy cô? Làm bánh hả Phan? Không lấy người đâu nha, chỉ lấy bánh thôi nha. Vâng, sao lại... Không lấy mặt đâu nha. Sao lại đánh nó thế này? Đánh nó mới được đấy. Đâu ai không lấy mặt nào? Không lấy mặt đâu. Không lấy mặt đâu. Xấu người ơi, xấu hổ lắm. Vâng, tôi mới lấy nhỉ. Tôi mới lấy. Vâng, tôi lấy nha. Tôi lấy trông xinh hơn. Cô này bảo lấy. Không quay nữa. Cô này bảo quay còn che mặt. Ú, lại lấy cái gì em? Không lấy mặt đâu. Kết lưới. Toàn dạng người ta để lừa đảo. Thế này mới đến hay sao ấy? Đến rồi. Sà là chi lê. Ôi ôi. Sư phụ kia. Đây là sư phụ. Đây, sư phụ đấy là sư phụ này, tái lô lẩu đây. Sư phụ không tái đâu, để các con đi. Thái thái thì nó đánh bộ sự hành trình thắng. Chị này mới đến phải không? Không phải đâu, nó đến từ sáng rồi mà. Ôi, được nhiều quần áo lắm rồi. Các cụ được nhiều quần áo lắm rồi đấy. Cắt uống không? Dạ, uống gì đấy? Cà phê. Không ạ. Càng rượu thì uống. Nếu có rượu thì không có ai ở đây có rượu đâu. Không ăn được thì cho các bà. Rồi. Ăn thì ăn bơm bơm. Ăn thì ăn bơm bơm, bàn thì bàn cũng được. Không ăn được cái gì không biết đâu. Này mà ăn này. Cô thầy có cái
ở đấy nè. Đẹp, đẹp đấy. Đẹp không? Đẹp. Đẹp mới mà. Tiền để cho mọi người nhé. Đây, đây là khăn Đức. Bà nào ạ? Bà đây, bà đây. Ồ, có khăn đẹp quá. Đấy, các bạn này. Tổng dạng mới được này. Nhưng mà khăn đây là khăn gì? Ông bà ẹp gì đó. Trực kê, trực kê. Ôi, xin chút yêu môi cả. Lại đây xin chút. Đi đây kìa, nó có những cái mà nó không bảo này. Cái này có phải chứ, cái này cũng hay. Cái này cũng hay. Cái này cũng hay. Cái này bảy tám xì à, đang tạm giải lao rồi. Bye.
dâu ấy. Thank you.
Bà đang mặc áo gì đấy bà? Đang trang điểm mà áo nung. Cô Thêm là trẻ nhỉ? Trẻ mà. Học trò của thầy mới đến à? Trẻ mang ấy, 20 tuổi trước thầy. Bây giờ 18 tuổi. 18 tuổi á? 2003 ạ. Anh đi. Bây giờ ma xui thì ám phải làm thêm đó. Ôi trẻ nha. À không được đó. Thêm này tên là gì ạ? Thêm Nguyệt. Thêm Nguyệt à? Bộ phận Tân Mỹ. Tân Mỹ à? Thêm Nguyệt là trăng đấy. Thế là trăng mà. Thế gọi là thêm trăng nhỉ? Trăng là sáng mà. Vâng. Nhà rộng quá nhỉ? Ở nhà thế nào? 2003 mới có 18 tuổi à? 2003 rồi đấy. Trẻ măng ấy. 2003 rồi chưa học hết mới. 18 rồi. Vẫn đang học à bà? Đang học 11 rồi, không học rất là xinh và đẹp. À, không, không học nữa à? Đi học cả mình ngất đi ấy. À đi học cả mình ngất đi thế là phải làm thầy. Mà sao cũng bà ta mẹ béo ấy. Rất xinh và đẹp. Xin mời các bạn lên phay nha. Vâng. Chén bị đăng. Ồ xinh thế. Trang điểm. Vào cửa nhà thầy. Con là thầy xịn, thế là Tân Mỹ, Tân Mỹ Tân Mỹ là Văn Láng à? Tân Mỹ Văn Láng này. Chuẩn bị làm lò then đá đấy bạn. Chuẩn bị làm lò then mùng 6 tháng 11 đây. Nhà bé này á? Đây. 16 tháng 11 đây á? Ừ. Nhà làm lò then ở nhà nhà thân này á? Tại nhà trên. À. Nhà trên của thầy bé này thì? Ờ, tại Tân Mỹ. Tân Mỹ đây. Thế còn bé mới thế mà đã làm lẩu then rồi. Làm lẩu then nó vớt, xinh mà. Rất đẹp mà. Cái mái đây mà. Được rồi, cảm ơn. Xin chào các vị họ đến đây là hết. Chào anh. Bây giờ bắt đầu sang bên kia phải không? Bắt đầu sang bên kia làm lễ. Ừ, sang bên kia làm lễ thôi. Sang bên kia đi ngựa nhỉ? Đi ngựa vơ. Vâng, ấy dở. Đi vơ con vơ. เอาเป็นจริงๆเอาไปเลย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 เอาไปเล
Lấy giấy làm gì? Việc lộc rồi, các bà ơi. Hôm nay là ăn gì đấy không biết hả?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các thầy lại giải lao rồi.